ở cái tấm số 11 và 1115. Phẩm 10, chương phẩm 10 của Kinh Địa Tạng. Chương này nói về cái so sánh công đức của những cái loài bố thí. Có một lần Ngài Xá Lợi Phất cúng cơm với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn lấy cái cơm đó cho con chó nó ăn, thì mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất là cái công đức nào lớn hơn. Ngài Xá Lợi Phất nói là cái công đức của Đức Thế Tôn lớn hơn. Đó là tại vì vừa trong cái tâm của khi mà làm bố thí, cái tâm đó nó rộng lượng hơn, thành ra công đức nó lớn hơn. Thành ra cái trong khi lúc mình bố thí, cái tâm mình nó ảnh hưởng cái hậu quả của cái công đức. Okay. Hỏi là cái công với cái phước nó khác nhau chỗ nào? Thì trong trường hợp này cái công là cái việc làm này, cái hành động của bố thí này là nó tạo cái phước. Thì cái hành động với cái công với là cái phước nó tương đương với nhau, nó tương ứng với nhau, nó không khác gì hết. Thành bởi vì cái chỗ nó gọi là cái công ai lớn hơn. Nói cách khác, những cái người mình có thể nói rộng ra, những cái người có công phu cao thì khi họ làm bố thí thì cái đức họ, cái phước đức họ nó lớn hơn, là tại vì cái nước hơi lớn hơn những cái phước đức mà những người mà công phu thấp làm. Cái phần hồi nãy cái phần mà Ngài Xá Lợi Phất mà cúng cơm cho Phật, cái phần đó là cái ví dụ cho nói là cái phước đức mà tạo ra từ cái khía cạnh của cái tâm của người bố thí. Còn phần thứ nhì này là trong cái kinh Tứ Thập Nhị Chương á, có cái chương 11 nói rằng á là muốn so sánh cái công cái phước mà mình bố thí cho người tệ nhất cho đến cái người mà tốt nhất. Tệ nhất là rất là ác, thầm ác, còn người tốt nhất là Phật. Thì họ so sánh cái đó, họ thì mỗi cái tầng mà một tầng cấp mà lên hơn một tí thì nó có một cái số nhân rất là lớn. Thành ra cái đó là về cái phương diện về cái phước điền, chứ không phải về phương diện của cái tâm người cho. Nói cái khác, cái này phần đó cái Tứ Thập Nhị Chương nói về cái phước điền, tức là cái người mà nhận đó nó ảnh hưởng tới cái phước đức nó được tạo ra. Ok, một bên là người cho, một bên là người nhận, nó ảnh hưởng đó. Vì vậy chúng ta mới có được cái cơ hội mà tu. Ta nó cho mình cơ hội để mà tu, tại sao? Tại nếu mình hên á, mình cúng dường cho một cái phước điền mà nó cái loài cao á, thì phước điền cái phước công phước đức mình rất rất là lớn, thì mình có cái phước để mình tu sau này. Thì bởi vậy hồi sáng tôi có nói sơ về cái phần cái sự quan trọng của mình có cái đạo tràng. Về cái đạo tràng á là cái một cái môi trường để chúng sanh ta tới. Nhiều khi ta lấy một xu ta cúng vào cái thùng xương đó, mà nếu cái đạo tràng của Phật của Đại Thừa thì cái phước đức nó rất là lớn, sau này họ có cái phước để mà họ tu. Bắt đầu trường. Cái phần này trích ra cái chương 11 của Tứ Thập Nhị Chương là nói rằng á là bố thí đồ ăn cho 100 người ác á, thì nó thua bố thí đồ ăn cho một người tốt. 100 ác nhân nó còn thua bố thí cho một người thiện nhân. Ok, tức là cái số nhân là số 100. Rồi nếu như mình bố thí cho 1000 người tốt á, thì không bằng bố thí một người mà nó giữ ngũ giới. Tức là cái số này số 1000. Rồi tiếp tục nói rằng nếu như mình cho đồ ăn, cúng đồ ăn cho 10000 người, 1000 người mà thì họ giữ ngũ giới, thì còn thua cúng đồ ăn cho một người sơ quả A-la-hán. Bây giờ cái số nhân là số 10000. Cái này là cái sự sâu xa trong cái văn hóa người Trung Hoa đó. Mà quý vị nghe tôi giảng pháp đương nhiên cái ông này có vẻ hơi mê người Trung Hoa một tí. Tại vì thiệt sự cái văn hóa ta rất là cao thâm. Thì bên Tàu cái số nhân là như vậy này, không phải như bên người Tây phương mình, bắt đầu số 10, tới 100, 1000, tới 10000, xong tới 100 triệu.
bởi cái văn hóa Tàu nó rất là cao siêu, nó dựa trên cái trí huệ của Phật Phật giáo. Cúng đồ ăn cho 1 triệu người sơ quả A La Hán, còn thua cúng đồ ăn cho 1 người nhị quả A La Hán, bây giờ là 1 triệu người. Con có nghe không? Giúp 1 triệu người sơ quả A La Hán đó không bằng giúp 1 người nhị quả A La Hán, nó quan trọng như vậy đó. Làm sao mà để 1 triệu người mà làm hư 1 người được? Rồi cho cũng đồ ăn cho 10 triệu người nhị quả thì bằng không bằng cúng đồ ăn cho 1 người tam quả. Hồi nãy tôi mới nói có 1000 thôi, thiệt ra nó 100 triệu, 100 triệu đó, ức triệu đó. Mà so sánh như vậy nó dễ sợ như vậy đó. Đó. Rồi 100 triệu đó, là từ tam quả tới tứ quả, phải cúng cho 100 triệu người tam quả, còn thua cúng cho 1 người tứ quả. Cái từ tam quả đến tứ quả nó thấp như vậy đó, nó khó như vậy đó, nó khó như vậy đây. Mình nó mình bằng chứng bằng là cái sự phước đức mà mình so sánh trong này rõ ràng như vậy đó. Nó rất là khó. Rồi bây giờ tới người A-la-hán, tới Bích Chi Phật á, là 1 tỷ. Tôi nói cái khác, cái quả đất hiện bây giờ mình có khoảng chừng 6 tỷ rưỡi người, chưa tới 8 tỷ, 7 tỷ người. Cho cúng đồ ăn cho 7 tỷ người cho trên mặt quả đất này không bằng cúng đồ ăn cho 1 người Bích Chi Phật. Giảng một bài pháp cho tất cả cái vũ trụ này, cái quả đất này, 7 triệu người này không bằng giảng một bài pháp cho 1 người Bích Chi Phật. Đó. Rồi cúng cho 10 tỷ Bích Chi Phật còn thua cúng 1 vị Phật. Rồi xong cuối cùng, rồi cúng cho 100 tỷ vị Phật không bằng cúng 1 vị mà không tư tưởng, không trụ, không tu mà không đắc. Sáng ông mập ông bỏ ông đi rồi, đáng này ông con để ông sao hỏi tôi người đó là ai vậy thầy? Ông nói phải biên cái ngân phiếu cho thầy đó, thầy nhìn cái ngân phiếu nó tốt rồi thầy mới cho ngân phiếu nó còn bao sợ. Ông nói là có cái gói phương pháp là mình mấy cái tài tu nó tư thăng phiền, mấy cái ngân phiếu tu nó bao xoài. Ông nói là mình có mua cái bảo hiểm 2%. Tôi nói 2% tốn mắc quá. Tôi nói người nào mà cứ bao xét tôi hoài, tôi xì nẹt là tôi trù ếm một cái là chết. Ai thắc mắc gì không? Thấy cái tầng lớp nó quan trọng không? Phải nhìn thấy tất cả cái chuyện rộng lớn, chứ đâu có thể nhìn cái nhỏ nhỏ mà cái nó la lối sùm mà mình nó ảnh hưởng mình được, đâu có được. Mình phải nhìn tới cái này để cho mình thấy. Tôi chẳng thà tôi làm với họ 100 triệu người mà xì nẹt tôi á, mà tôi làm 1 người mà người mà không tu, 1 người không trụ, 1 người không tư lụy, 1 người không đắc. Anh này tôi làm một lần thôi là tôi về hưu rồi. Tôi 50 tuổi rồi, tôi về hưu rồi, tôi không cần phải cuối tuần tới cái nền văn hóa Việt Nam mình đó, là tới tuổi tôi là về hưu được rồi, không cần phải làm cực khổ nữa. Phải không Lan? Dài 1 người thôi là mình về hưu. Chọn 1 người còn hơn là trúng số độc đắc nữa. Tại sao vậy? Tôi giảng cái phần này rồi, khi tôi giảng cái kinh này.
Ông hỏi thầy có nhỏ nêu cái người nào mà có như vậy không? Tôi nói tôi nêu được chứ. Những điều tôi ngày hôm nay tôi chỉ yêu cầu, tôi chỉ yêu cầu là trả ký ngân phiếu tôi đã. Tại sao như vậy? Tại sao có cái sự mà nó phân biệt nó lớn giữa ngay là Phật, vị Phật cúng cho vị Phật còn thua cúng cho người mà không tu, không chứng, không đắc. Thứ nhất á, mình phải nhắc lại, quý vị mà cúng cho được cái Phật á, một vị Phật á, là cái phước đức mình nó vô tận. Người thường ta tới vào cái chùa này, cái chùa mà cúng một cái xu cho Phật thôi, phước đức vô tận. Bởi cái chùa nó quan trọng cho nó. Làm gì làm cho ta có cơ hội để mà trồng phước với Phật. Một xu, một vị Phật thôi là mình giàu đến độ như vậy đó. Nó quan trọng như vậy đó. Không có nó mình tu không được. Đây á, là không phải một xu, không phải một vị Phật. Đây là đằng so sánh cúng dường cho 100 tỷ vị Phật. Mà hơn một xu nữa vẫn còn thua cúng một người không tu, không chứng, không đắc, không tư tưởng. Thứ nhất, cái người này, trí huệ người này là trí huệ của Phật. Người này á, thứ nhất là trí huệ họ là trí huệ giống như Phật. Nhưng đều á, cái người này á, khác lại Phật ở chỗ Phật á, dễ kiếm hơn là người này nhỉ. Phật có tên, cái việc kiếm được lên internet, cái mạng kiếm được là ngài dược sư Phật là cái gì? Cái người này không có tên, không có địa chỉ, không có số điện thoại nữa, cũng có email nữa. Tại sao người này kiếm ra không có trụ, không ở chỗ nào hết? Sao mình kiếm được? Cái người này không có chỗ trụ nữa, sao mình kiếm chỗ nào bây giờ? Phật mình có thật còn cái tên là tên dược sư. Tên dược sư đó mình kiếm một cái nó ra ngay lập tức. Cái người này khó gặp lắm. Không, người thiệt chứ pháp thân, người xương thịt như sư cô vậy đó, cũng lùn lùn, cũng là mập mập, rồi cũng tròn tròn, rồi cũng là hói hói, rồi cũng là hô hô, rồi cũng là gì đó, cũng nhìn nó mình biết được. Mà thường thường những người đó là mình nhìn ra người ta là giống như những người khác, hoàn toàn khác những người thường đó. Câu hỏi là cái người này phải là Phật không? Tôi nói người này không phải là Phật. Người này chỉ là đang tu đã giác ngộ mà chưa thành Phật. Hỏi thôi, tại sao người này chưa phải là Phật mà không đức mà cúng những người này còn hơn cúng Phật mà. Tại sao như vậy? Không, mình trở về mình đó, là thường thường mình đi ngủ. Tại sao chưa giác ngộ mà công đức còn lớn hơn Phật nữa? Tại sao như vậy? Phật không cần mình cúng dường. Cái người này mới cần cúng dường mới thành Phật được. Cái hay nữa, cái pháp này nữa chỗ là mình có thể, mình không biết người này ở đâu, như mình biết là người này đó, sẽ có trong cái đại chúng. Thành ra bi pháp người Tàu á, là cái pháp người Trung Hoa, người ta cúng dường cho đại chúng. Hạn như họ, mấy cái Phật thất đó, họ thất là tu. Thành ra cái truyền thống người Trung Hoa là mỗi lần có mấy cái Phật thất đó, mấy cái Bồ Tát thất này nọ, thì rất có nhiều người rất thích tới cúng dường. Tới cúng dường hương. Cái hương đó, 7 ngày trên 7, 24 tiếng đồng hồ, đốt hương từ đầu tới cuối, này, không có ngừng. Đó. Rồi đốt đèn cầy những cái chi phí trong cái pháp hội là họ tới họ đài thọ hết, họ cúng đồ ăn, họ cúng tiền bạc, họ cúng tiền để đài thọ cho mấy cái vị pháp sư tới mà lái xe tới mà này nọ. Okay. Tại nó họ chứ họ cúng những cái pháp như hàng lưu hoàng sám kiểu như vậy thì họ cúng như vậy thì một ngày đó mà có một cái vị mà cái vị này á mà tới tu á, là họ giàu to, họ lần đi một lần thôi là đủ rồi. Thành ra họ chuyên môn, người Trung Hoa cái truyền thống họ là chuyên môn tới mấy cái Phật thất và tới chuyên môn họ cũng dễ sợ lắm. Ta giỏi hơn mình chỗ đó, ta khéo hơn mình, ta biết cái này. Thành ra cái truyền thống người Trung Hoa ta rất cúng dường mấy cái khóa tu, đại cúng dường. Okay.
xứ mình xứ Mỹ này thì mình bây giờ nó lạc lõng rồi, nhất là người Việt Nam không biết cái pháp này, chỉ còn cái pháp bên tàu những cái người mà cái truyền thống người Trung Hoa là người ta chuyên môn ủng hộ người tu hành. Ok, nên tôi khuyến khích tôi giảng cái này hơi bỏ thì giờ giảng thêm một tí, tại vì tôi nói là cái truyền thống này rất là hay mà người Việt Nam không có, mà người Tàu ta còn tồn tại. Cái Trung Hoa nó rất văn hóa rất là sâu xa. Thành tôi hy vọng trong cái xã hội Tây phương này, bắt đầu người Mỹ mới có làm như vậy. Tại vì cái pháp này là cái pháp mà tạo cái phước, tạo cái tài, tạo cái lộc, tạo cái sự giàu có, mà nó rất là tốt. Thay vì đi bịp người ta, đi lừa gạt người ta để mà làm tiền, thì đi cúng dường làm tiền hay hơn nhiều. Tấm 11, 17. Tôi nghĩ là tôi vừa check lại cái này là cái trưởng lão từ tàu tử, trưởng lão tử là cái chỉ là cái chữ nghĩa trưởng lão chứ không phải là con của trưởng lão, tử không phải là con mà chỉ gọi trưởng lão tử thôi, là một người thôi, người trưởng lão thôi. Tôi vừa check lại. Cái người thiện đức trưởng giả, thì người trưởng lão thiện đức này cúng dường một cái sâu chuỗi an lạc cho ngài Di Ma Cật, phân ra làm hai phần, một nửa thì cúng dường cho ngài Năng Thắng Như Lai, cái phần còn phần cái thứ nhì đó, cái sâu chuỗi này là vô giá, nó quý không thể tưởng được. Mà cho một cái người, những cái người mà hành khất, người ăn xin mà nghèo cùng nhất trong cái đại chúng. Ở trường hợp này thì cái cúng dường á, cái công đức này nó bằng nhau giữa hai cái bố thí này. Cái này vì bình đẳng tâm mà bố thí thì công đức nó bằng. Mày nghĩ là sao? Nói cách khác, nếu quý vị lúc mà cúng dường á, lúc mà bố thí á, đừng có phân biệt, đừng có nghĩ là cái xương máu của tôi làm công khó của tôi mà tôi đợi tôi để dành cái của này để bố thí cho Phật, thay thì bố thí cho cái tụi nó ba si đố cố, không có lợi. Cái tâm bố thí như vậy, mình bố thí cho Phật đi nữa, công đức cũng không bao nhiêu hết đó. Hoặc là mình muốn bố thí cho Phật, hoặc bố thí Bồ Tát, hoặc mình chỉ muốn bố thí cho những cái vị hòa thượng mà nổi tiếng thôi, cho xứng đáng cái tiền, cái công của mình, cái tiền của mình. Tâm phân biệt như vậy, công đức rất là ít. Ngược lại, khi quý vị được cái cơ hội, khi mà quý vị có cơ hội để mà bố thí, thì chỉ bố thí thôi, không cần suy nghĩ. Khi mà có cơ hội giúp người khác, mình chỉ giúp thôi, mình không cần phân biệt người ta là ai hết. Không cần biết người ta là gì. Mình giúp được, mình cứ giúp thôi. Hết sức mình mà giúp. Nếu như vậy, cái tâm mình như vậy, không khác gì cũng dựng cho Phật hết đó. Không cần đi kiếm Phật. Tại sao như vậy? Có một cái chân lý rất quan trọng về cái chỗ, ở cái chỗ này. Tại sao mình cho như vậy là không khác gì đang cho cúng dường cho Phật. Tại sao? Nói là hỏi tại sao, nó là tại vì Phật từ tâm mà tạo ra, phần tâm mình cái tâm nó nói trật rồi, ông kia ngồi xuống đi. Có ai muốn bị bia xấu không? Muốn dám bị bia xấu không? Ông nói tôi không biết, giờ ông mới bị bia xấu rồi. Những cái người mà đã nghiên cứu về Phật học đó, với những người đã tu lâu lắm, tại sao như vậy? Hồi nãy ông nói là có phải thầy nói cái mà thầy nói là phải biết chọn cái phước điền mà bố thí, tôi nói cái đó không, cái đó hoàn toàn khác cái này. Cái đó tôi chạy cái bài học về chọn phước điền là tại vì cái trình độ mình còn thấp, thành phải có cái trạch pháp nhãn, biết chọn cái đúng cái chỗ, chứ đừng có a dua chạy theo người ta, đè theo cái quần chúng nó mê loạn mà chạy theo nó là chết. Đó là pháp khác. Còn pháp này là cái trình độ người khác. Cái này là ông ngài Duy Ma Cật chứ không phải mình nữa. Cái pháp từ ngài Duy Ma Cật tới, cái này là quá cái trình độ mình rồi. Ngài Duy Ma Cật là Phật rồi. Thấy chưa? Rốt. Yeah. Hmm?
Tại sao không phân biệt lẫn lộn nhau? Thì sao? Không phân biệt là sao nữa? Quý vị trầm dễ sợ luôn. Tôi trước phải đính chính cho quý vị biết rằng tôi không phải là Phật, tôi không phải là Ngài Duy Ma Cật, tôi rất là thấp. Mà tôi nói là nói cái cách suy nghĩ của tôi thôi, quý vị không cần tin. Cái trình độ người này á, ta nhìn hết tất cả đều là Phật hết rồi. Một khi ta tâm như vậy rồi, bất cứ cho ai cũng là cúng cho Phật hết. Còn ngoài vậy chứ, ông chọn cái người mà bần cùng nhất trong đại chúng mà ông cho, tôi nói cái đó là tại vì ông cố ý, ông chọn để cho ông cho thấy cái sự khác phân biệt như vậy, khác biệt mà từ xa tới thấp, hết tất cả, không có nào thiếu hết. Quý vị đồng ý không? Chứ không tâm không phân biệt là vẫn còn đánh trống xa xa gần gần, nó vẫn chưa trả lời được là tại sao nó bằng công đức nó bằng nhau. Tại cái ông này ông thấy ai cũng là Phật rồi, mà ông đâu còn thấy ai là chúng sanh nữa đâu. Chúng mình á còn cái sự hồ đồ mê hoặc, thì mình còn vẫn còn thấy chúng sanh như thường. Cái ông này không thấy toàn Phật không à? Trình độ ông dễ sợ như vậy đó. Một cái đời trước Ngài Kiều Trần Như cũng loại cơm thô cho một ngài Bích Chi Phật, rồi mới được đắc được cái quả là 91 kiếp á, là được hưởng cái phước của trời với người mà không bao giờ nghèo hết đó. Ngay trong quả người không bao giờ nghèo, ngay cõi trời không bao giờ nghèo nữa. Ai thắc mắc gì không? Không, cái này tại vì hên cúng cái ngài Bích Chi Phật thôi, chứ còn thiệt ra thì cái người này cái hên thôi, chứ những người ta không có tài cán gì hết. Nhiều khi gọi là chó ngáp phải rồi, mình hên mình cúng được một ngài, người kia là cái người mà không tu không trụ không đắc không chứng, cái bỗng nhiên mình giàu thôi, chứ còn mình không có tài cán gì hết. À, suốt đời là không bao giờ cúng dường hết á. Một ngày đó bỗng nhiên tới chùa, bỗng nhiên nội hứng thấy cái mấy cái người tới, bỗng nhiên cho tặng đồng để ta đi xe bus về nhà, mà là trúng số độc đắc. Đã sống giàu không có nghèo rồi, giàu có rồi mà cái phần phước còn lại mà không xài đó là được giúp cho ông này thành A La Hán. Cái này về phương diện mà cúng dường cho những người thánh nhân mà khó gặp. Thành người thánh nhân phải nhận cúng dường. Ai thắc mắc gì không? 1178 phần đầu của cái kinh văn. Lúc ấy Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tự theo uy thần của Đức Thế Tôn đứng dậy từ chỗ ngồi quy xuống chắp tay mà thưa: Bà Đức Thế Tôn, con quan sát những nghiệp đạo chúng sanh, trắc lượng sự bố thí của họ thì thấy có nhẹ, có nặng. Có kẻ hưởng phước một đời, có kẻ hưởng phước mười đời, có kẻ hưởng phước lớn trong trăm đời, ngàn đời. Vì lý do nào? Con thỉnh cầu Đức Thế Tôn dạy cho con rõ. Chúng sanh trong những cái nghiệp đạo khác nhau, hỏi về cái quả của những cái loại bố thí. Cái nghiệp đạo chúng sanh này nói về cái những chúng sanh trong cái lục đạo. Tại vì cái mê hoặc, thành ra chúng sanh trong lục đạo tạo nghiệp rồi thì phải thọ cái báo. Tạo những nghiệp đạo nào, những cái nghiệp nào, những cái loại chẳng hạn như sát sanh hoặc là những cái ăn cắp mà là gọi là hắc nghiệp,
Ngược lại, bố thí hoặc làm chuyện thiện thì gọi là bạch nghiệp. Tại sao ngài Địa Tạng hỏi tại sao mà cùng một cái hành động bố thí như vậy mà cái quả nó khác nhau nhiều như vậy? Số 11-22. Lúc đó Đức Thế Tôn dạy Địa Tạng Bồ Tát: hôm nay trước toàn thể đại hội các chúng tại Đao Lợi Thiên Cung, Như Lai sẽ nói về bố thí tại Châu Diêm Phù bằng cách trắc lượng công đức nhẹ nặng của sự ấy. Đại sĩ hãy nghe cho kỹ, Như Lai sẽ nói cho Địa Tạng bạch Phật: con hoài nghi về việc ấy nên rất ước muốn và thích thú được nghe. Vấn đề đây mình phải tự hỏi rằng là ngài Địa Tạng Bồ Tát thiệt sự có cái hoài nghi là không hoài nghi. Thiệt ra ngài hoàn toàn không có một cái nghi vấn nào hết. Thành ra thiệt ra ngài Địa Tạng Bồ Tát chỉ làm bộ là không hiểu để hỏi, để hỏi pháp, thỉnh pháp để cái Phật mới giúp ngài Địa Tạng Bồ Tát dập tắt những cái nghi vấn trong cái tâm của chúng sanh. Thành lúc mà thấy những cái hành động của ngài Bồ Tát, những thánh nhân đừng có hiểu lầm, đừng có chấp tướng mà coi người ta là vẫn rất hồ đồ như mình. Mặc dù những ngài Bồ Tát đó, những ngài giác ngộ, đấng giác ngộ đó có vẻ làm việc nhưng hoàn toàn nó vô lý, vô ý nghĩa. Thiệt ra những cái việc hồ đồ họ làm đó, bên ngoài có vẻ hồ đồ, thiệt ra nó làm với một cái đại trí huệ mới làm được những chuyện đó. Và đừng nghĩ rằng là ngài là lừa bịp chúng sanh. Thiệt ra cái lừa bịp đó là hoàn toàn không có, tại vì cái đó cái làm tuồng này, giả tuồng này đó, là để giúp chúng sanh chứ không phải để bịp chúng sanh. Khi mà làm như vậy hoàn toàn không có ai làm ai tổn thiệt hết cả, mà ngược lại phần lớn đều được hưởng lợi hết. Đức Thế Tôn dạy Địa Tạng Bồ Tát: Nam Diêm Phù Châu, những vị quốc vương, tể tướng, đại thần, đại trưởng giả, đại sát lợi, đại bà la môn đẳng, nếu gặp những người tối thấp bần cùng cho đến tật nguyền cấm ngọng, điếc lát đuôi mù, cơ thể đủ cách không hoàn chỉnh như vậy, mà những vị quốc chúa đẳng trong lúc bố thí vẫn đủ đại từ bi tâm, tâm khiêm nhường, với nụ cười từ tay biên bố thí, hay bảo người khác bố thí dịu dàng an ủi, thì những vị quốc vương đẳng ấy được phước lợi như công đức bố thí 100 hằng sa chư Phật. Tại vì sao? Vì quốc vương đẳng đối với những người tối bần, cơ thể không hoàn toàn, không hoàn chỉnh, lại phát đại từ tâm, nên phước lợi của họ được có quả báo là trong trăm ngàn đời, bảy thứ báo luôn luôn đầy đủ, huống chi y phục, thực phẩm và những thứ cần dùng khác. Cái pháp này là pháp của những người có mà cho những người không có. Người có là những người giàu, những người phú quý, mà cái pháp để mà bố thí cho những người mà bần cùng nhất, hạ tiện nhất, chẳng hạn những người mà bị tật nguyền, không đủ những cái căn. Trưởng giả, người trưởng giả vừa đầy đủ, vừa của cải, vừa đức, tức là vừa phước vừa đức. Những người trưởng giả có 10 cái đặc điểm, cái tính nó quý, là cái danh, cái dòng mà họ quý, địa vị cao, rất nhiều phước, oai mãnh, trí thâm, tịnh hạnh, niên kỳ lớn tuổi, lễ bị, là có biết cái lễ cách. Thành là cái lễ nó quan trọng, lễ bị nó quan trọng, tại vì cái lễ đó, cái lễ nó cho mình, cho phép mình là mình ở trong cái sự cao sang. Còn ở trong cao sang mà không biết hành động theo cái hành động cao sang đó, thì mình vẫn chưa phải là chưa đầy đủ. Được thượng tháng, bên trên là khen và tán tháng. Cái là với cái nơi hạ quy, ở trên là ta khen, ở dưới thì người ta kính phục, ta muốn tới nương tựa. Cái lý do mình nói về những cái trưởng lão này là mình nhấn mạnh những cái đức tính của những cái vị
mà lãnh đạo trong xã hội mình. Quý vị muốn làm vị lãnh đạo trong xã hội này thì phải có 10 cái đức tính này của trưởng giả. Ok. Ai thắc mắc gì không? 11:31 cái dòng sát lợi là dòng vương chủng hoặc là quý tộc. Xã hội Ấn Độ thì xưa có bốn cái hạng. Hạng thứ nhất là sát lợi, là vương tộc. Thứ nhì là bà la môn, họ là những cái người bên dân tu hành của dòng bà la môn, họ được gọi là quý tộc luôn. Thì cái họ là họ được trọng tại vì họ sống cuộc đời thanh tịnh. Thứ ba là phệ xá, là những cái hàng mà buôn bán. Tôi nói Lan có phải là phệ xá không? Không phải. Vậy tôi hỏi vậy Lan phải là sát lợi hay là bà la môn? Cũng phải luôn nữa. Thứ tư là chiên đà la, là những người đồ tể. Chiên đà la nô lệ hả? Người nô lệ. Cái chiên đà la này có phải là cái loại mà cực bần cùng nhất đó hả? Chẳng phải có loại thứ năm hả? Là cái loại bần cùng nhất là người ta nghĩ là ok. Trước tôi cứ nghĩ có cái năm dòng, có cái loại thứ năm là loại bần cùng này chứ có, tại vì trước tôi cứ nghĩ rằng là mấy người mà đồ tể là quan trọng. Tại xã hội mà không có đồ tể sao mà Lan có thịt mà ăn được? Đấy, mỗi ngày phải mua thịt mà cúng cho chồng chứ, đúng không? Không có thịt đâu mà chết đói sao, đúng không? Trong cái luận nói rằng có một người, nếu có một người mà bố thí, nhờ bố thí mà giữ giới được, nhờ giữ giới được mới sinh vào cái dòng vương tộc, dòng sát lợi. Ngược lại, quý vị mà thán phục cái dòng dõi Bà La Môn á, thì quý vị nên đọc sách cho nhiều, không được làm phiền não chúng sanh, nên bố thí, nên giữ giới, thì trong tương lai sẽ sinh vào cõi Bà La Môn. Thành phải đọc sách, đọc kinh như Giảng Sư Cô vậy. Sau này có thể biết nhiều như vậy, sau này có thể có hy vọng mà sanh vào cõi Bà La Môn, làm dòng Bà La Môn. Cái đẳng là những cái loại người thường dân khác. Cái người thường trong cái kinh này nói là những cái người mặc dầu cái trong tầng lớp xã hội, tầng cấp xã hội thấp hơn một tí, nhưng điều nó họ giàu và từ lúc trước họ tu bố thí, bây giờ hưởng cái quả bố thí đó, thành được cái quả làm giàu và làm dòng quý dòng và được tôn trọng. Ngược lại, những cái người mà bất hạnh, những người rất thấp, rất nghèo, cơ thể không hoàn chỉnh nghĩa là gì? Tại xứ Mexico chắc không hiểu mấy cái cổ văn như tôi hiểu nhiều như vậy, tại phải giảng cho Mexico biết. Thì cổ văn tôi không hiểu, tôi hiểu tiếng Tàu thôi. Cơ thể không hoàn chỉnh nghĩa là sao? Không, hoàn là hoàn toàn, đều đầy đủ. Hoàn chỉnh là những cái có đầy đủ, có đầy đủ cái bộ phận của cái cơ thể đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Càng như có người ta thiếu lỗ tai, thiếu lỗ mũi, thiếu mắt, thiếu cái lưỡi. Người tật nguyện đó. Không phải bị tật không, như khi chẳng hạn như thiếu ngón tay. Hoặc là thiếu cái má. Có tật không? Cũng có tật luôn nữa. Đó là những cái chữ nam hay là chữ người Huế, có tật có nghĩa khác không? Tại người Huế tôi hiểu chữ tật là khác. Tật là thường thường là có cái gì mà nó khuyết. Đúng không? Ok.
một cái nhân cho cái quả này á, để cái nhân như vậy này, nhân này là mình phát tâm bố thí, khi mình báo người ta biết tôi bố thí cho thầy, thầy mừng dễ sợ, mất ngủ mất ăn luôn. Cái xong rồi đổi ý, không bố thí nữa, thầy quê không thể tưởng được. Lần sau này sẽ nghèo cùng dễ sợ lắm. Ok, ông bước nói là giống như tòa cúng dường thầy xong cái chất nó bị bao không sợ, nó không có tiền, không đủ tiền đâu cả. Hoặc những cái người tật nguyền, nghe có thấy cái bị cái kinh nó rõ ràng nó tật nguyền là khác nghe, xong câm ngọng là khác nghe, rồi điếc lát là khác nghe, đuôi mù là khác nghe. Thành cái tật nguyền sư cô nó như nó đủ hết, chứ còn trong kinh thì nó có tật thôi. Chứ chưa phải là câm ngọng, chẳng đi cà thọt hết là có tật. Thì người đó là tại vì kiếp trước thấy người ăn xin tới xin mà mặt nhăn nhó, rất khó chịu, mà cái miệng thì nói những chữ hằn học, hoặc là chửi người ta, hoặc là quất người ta, hoặc là đánh người ta, nói rằng là họ không tin về cái chuyện bố thí. Mới khác nữa, tế nhị hơn, quý vị cẩn thận, là mình thấy người ta bố thí mà mình không có tùy hỷ được. Tại sao không phải như vậy không? Rồi còn có ngược lại, rồi còn chỉ trích người ta và chọc quê người ta nữa. Vì vậy những người đàn na ti thí này, người ta không ngừng tin vào cái việc bố thí. Đấy, quả báo rất nặng. Hoặc là mình có một cái phần trong của cái gia đình với người khác, nhưng đều mình rất là kẹo, cố gắng cố ý mà dùng hơn cái phần của mình, phần chia ra cho mình đó, mình dùng hơn, và nhất là mình không có bố thí. Muốn né cái nạn này, cái nạn này là phải bố thí. Nói cách khác, mình gặp cái người nghèo khó, mình phải tu bố thí. Cái đó rất quan trọng, quý vị nhớ cái chuyện đó. Mình thấy là nghèo nếu cái duyên mà tới chín thì kiếm cách giúp khuyến khích người ta bố thí. Tôi không nói về mình phải bố thí cho Phật giáo nghe, hay là cúng dường cho Tam Bảo. Tôi nói mình phải dạy người ta bố thí. Ai thắc mắc gì không? Dạ, yeah, sư cô. Thì mình cứ giúp được người ta, mình giúp đâu có sao đâu. Không sao. Không cần phân biệt. Mình có được, mình giúp được người ta, mình giúp thôi. Tập phân biệt làm gì. Thì nhưng đều người ta muốn chọn người ta sống cuộc đời như vậy thì mình tôn trọng, nó đâu có sao đâu, mình đâu cần bắt người ta làm khác đâu. Ta thích sống như vậy thì kệ người ta, mình chịu thôi. Họ làm được tại được như vậy tại vì họ thấy có lợi họ làm, họ vẫn chưa hiểu, mình cứ cho thôi. Mình phải cho chứ, mấy người như vậy mình phải cho trước chứ. Chứ mình tới mình nói là trước khi tôi cho này phải nghe tôi nói pháp, nghe lời tôi mới cho. Thì sức mấy mà tôi thèm nhận mình, nói là thôi khỏi cho đi, tôi cũng cảm ơn, tôi cũng cần đâu. Thành ra những cái trường hợp này, những cái trường hợp đó là mình phải cho người ta cái đã. Rồi từ từ mình có thể dạy người ta sau.
chứ mình không cho người ta không chịu nghe lời mình. Có gì nan giải đâu, vấn đề là họ làm như vậy tại họ làm được thôi, chứ còn họ làm được họ bỏ thôi vậy đó, đâu sao đâu. Cái người giàu ta giúp cái đó chứ, ta cho thường xong ta giúp cái cách mà ta kiếm công việc cho họ. Thành ra cái đó nó phần cái phiền phức của xã hội chứ, mình công nhận cái chuyện đó. Thì người ta mới, nếu mình biết thực sự họ như vậy thì mình đâu cần cho ta làm cái gì. Tại mình cho là tại mình cho để mình trồng cái duyên để người ta sau này ta có cái cơ hội ta học cái pháp để ta cải tạo lại. Còn mình cho, mình biết mà cho người ta chỉ là to để người ta làm bậy thôi thì cho làm cái gì, đâu cần cho. Mình cứ cho cái đã, mình khoan phán xét người ta. Cô đừng có nghĩ là mình biết hơn người ta. Mình đối với mình hiện bây giờ mình chưa có cái trí huệ, thành mình có được cơ hội mình giúp người ta, mình giúp người ta cái đã. Rồi khi mình hiểu hơn á, mình có thể đổi. Đồng ý không? Chứ có đừng nói là tôi phải suy nghĩ trước cái nào mà có lý tôi mới làm, thì cái đó nó còn cái tâm phân biệt nó còn hơi nhiều một tí. Chỉ bố thí được, cứ bố thí cái đã. Xong rồi mình hiểu hơn rồi, mình nói cái chỗ này chắc mình nên cần bố thí nữa. Cái đó nó hay hơn là mình chọn cái chỗ. Đồng ý không? Từ từ á, đừng hấp tấp sao ấy đó. Mình tại vì nó thiệt cái sư cô, cái quan trọng của bố thí chỗ này này là mình tạo cái duyên với người khác. Mặc dù người ta tầm bậy nữa, mình cũng nên cho người ta như thường nữa. Đâu có gì tai hại đâu. Tại sao này mình tạo cái duyên, thuận duyên với người ta, giúp người ta được. Chứ còn mình có duyên người ta, người ta không nợ mình á, thì không cách nào mình giúp người ta được hết á. Ai thắc mắc gì không? Nếu vì có thể cho những cái người mà bất hạnh hơn mình với một cái tâm đại từ, đại bi, tâm khiêm nhường, với nụ cười, mình có thể từ tay mà cho hết tất cả. Nghĩa là mình cái tâm mình không phân biệt khi mình bố thí, hoặc khuyến khích người khác bố thí. Mình có thể khuyến khích người khác bố thí là không khác gì mình bố thí hết. Nếu quý vị làm được như vậy thì chư Phật rất là hoan hỷ. Tại khi mình làm được như vậy là quý vị trồng cái nhân để mà làm cái, để phát cái tâm Bồ Tát, phát cái tâm bất phân biệt. Vì vậy á, thì nó, cái công đức nó giống như không khác gì cho bố thí cho vô tận vị Phật. Mình đầy đủ là mình không thiếu gì hết và không bao giờ thiếu thốn gì hết. Trong cái đại ái đạo kinh đó, đại ái đạo kinh nói rằng nếu có giàu có mà không bố thí đó, thì trong tương lai đó, sẽ bị bần cùng đời đời kiếp kiếp. Ai thắc mắc gì không? Dạ. Yeah.
Sự thật á là không phải cho vợ không mà cho công chúa với cho hoàng tử nữa. Vợ mình là công chúa, vợ mình là hoàng tử mà cho họ luôn. Hồi đó là hoàng tử mà cho sẵn sàng cho con, cho vợ. Kén. Tại sao như vậy? Hồi đó Phật Thích Ca là một cái thái tử hàng thứ ba, trẻ nhất trong cái ba người thái tử trong hoàng tộc. Thì trong ba anh em hoàng tử với nhau đó mới lời cưỡi ngựa đi vào rừng chơi. Họ mới bàn về cái pháp và bố thí. Họ nói rằng bố thí là không cần phân biệt. Thì mới nói là với cái bố thí không phân biệt như vậy là không được bố phân biệt cái người mình cho. Mà nhất là mình về nếu mình cần thiết mình sẵn sàng hy sinh sinh mạng mình để bố thí người ta. Cái vị nghĩ cho coi, trong cuộc đời này cái gì quan trọng hơn là cái mạng sống của mình? Thành ra cái mà cái thử thách mà khó khăn trong cái việc bố thí, mình sẵn sàng bố thí cái sinh mạng của mình cho người ta. Thì ba vị hoàng tử mới đồng ý với nhau, nói là đồng ý cái đó là cái mà cái bố thí tối thượng nhất. Thì lúc đó họ đang đi ngang, họ cưỡi ngựa đi ngang trên núi, đi ngang một cái con cọp cái mà rất nghèo, rất đói, mệt lả luôn, không đủ sức để mới đi săn để mà nuôi mình với nuôi mấy con cọp con nữa. Thì ba hoàng tử mới nhìn người cọp cái với cọp mẹ mới nói đúng rồi, người nào mà thiệt sự muốn tu hành á, mà thiệt sự muốn tu bố thí là phải sẵn sàng thí sinh mạng mình để cho con cọp này nó ăn, để cứu nó mới gọi là bố thí. Ba người đồng ý với nhau xong cưỡi ngựa đi tiếp. Tư đồng ý trên cái lý thuyết. Cái ông hoàng tử lúc đó thật Phật Thích Ca, người hoàng tử thứ ba, người trẻ nhất, có mười mấy tuổi, 15, 16 tuổi, 13, 14 tuổi, mới xin lỗi, mới viện cái cớ, nói xin hai ông anh, nói hai anh cứ lái cái đua ngựa tới tiếp đi, để em có cần chuyện em phải làm một tí, lát tí xíu em sẽ được gặp với mấy anh. Thì trở lại cưỡi ngựa lại gặp con cọp cái đó. Cọp cái đó, nó ở dưới cái hang, dưới vực thẳm. Thì ông hoàng tử mới xuống ngựa. Phải nhớ cái này là mình bố thí cái thân mình, nhưng mà bố thí cái thân con ngựa nghe chưa. Những hoàng tử khác mà có như dạng như Chinese, chắc là nó một hoàng tử chắc nó cầm con ngựa nó đẩy người, nó đẩy xuống con cọp. Thì hoàng tử mới lại xuống ngựa, xong là tự mình gieo cái thân mình xuống chứng vực thẳm. Thành giống trong cine vậy, sư cô có cine, mỗi lần người ta rớt vực thẳm như vậy, cái thân mình nó đùng vào cái sườn núi, xong đùng cái sườn núi nó bùng tưng ra, tưng ra, rớt xuống. Rớt cái chuyện gì xảy ra? Quý vị phải nghe những cái chuyện của Phật, những cái chuyện ngài sự tích của ngài, nó chi tiết nó hay, nó lâm ly dễ sợ. Rớt xuống mặt bật phẳng một cái, chuyện gì xảy ra? Chưa chết. Mới ly kỳ á. Chết là đâu nói. Chết là xong rồi đúng không? Chưa chết. Cọp mẹ còn xa nó quá. Biết làm gì không? Lết cái, dùng cái sức cuối cùng mình mà lết tới trước mặt con cọp để cho nó cắn, cho nó ăn. Dễ sợ. Cái tâm của ngài như vậy đó. Quý vị tưởng tượng cái tâm của ngài á, cái mãnh lực của cái tâm lực của ngài nó mạnh chừng nào. Cho thì nho cho tới nơi tới chốn luôn. Không được chết. Quý vị tưởng tượng như vậy, cái tâm ngài dễ sợ như vậy, lết tới trước mặt cái con cọp cái, chắc chắn quý vị, tôi cam đoan quý vị rằng ngài vẫn còn sống như thế. Con cọp bắt đầu nó cắn vào cái thân ngài á. Dễ sợ không? Chuyện đó, nó ly kỳ không thể tưởng. Tôi đọc cái chuyện tôi không thể tưởng được. Quý vị nghe chuyện là ông gieo xuống để mà chết xong để nuôi con cọp không? Không có ai biết cái chi tiết là ông phải lết tới để cho con cọp nó cắn vào cái ruột ông mới ăn. Tại ruột là chỗ nó thịt nó mềm nhất.
mà trong nó toàn đồ ăn ngon không nè. Cô thắc mắc chỗ nào? Cái bên Phật giáo mình là khác. Cái tâm người Bồ Tát là cái tâm đại bi. Đại bi nghĩa là sao? Tôi nói cái này xong tôi kể chưa bị hết cái kết thúc của cái câu chuyện này. Quý vị chưa nghe kết thúc phần lớn, quý vị chưa nghe kết thúc cái đoạn cuối câu chuyện đâu. Lúc đó tất cả xung quanh đó thì họ thấy, người hoàng tử nó mới thấy rằng cái con cọp cái nó là con một cái chúng sanh rất đại khổ sở. Không phải là khổ là cái thân mình nó đói, nó cào, nó khổ sở không thể tưởng được. Mà còn khổ sở thấy con mình nó còn đau khổ, nó còn đói nữa. Còn ngược phần thứ ba nữa là biết rằng nếu mình chết thì con mình nó cũng sẽ chết luôn nữa. Cực khổ. Ok. Thành ra cái người hoàng tử nó mới nói đó, tôi không cần biết. Người ta nghĩ sao mà nghĩ. Hiện bây giờ ở chỗ này, một cái tụi cọp này tụi nó cực kỳ khổ. Cái tâm đại bi của tôi á, bắt buộc tôi phải kiếm cách mà giúp nó đỡ bớt khổ. Nãy giờ tôi nói học đệ tử tôi ấy, nó khôn lắm, nó có trí huệ, thành nó sẽ xuống ngựa, xong nó dụ ngựa tới cái sườn núi, xong nó đẩy ngựa xuống để cứu con cọp. Cái đó là cái hành động của người có trí huệ. Đây là hành động của người như cô Janice có trí huệ, hoặc là những người bà đạo Bà La Môn, đúng không? Cứu vậy đủ rồi, đúng không? Cô đồng ý không? Nó có lý hơn. Ok. Thì như vậy nó có lý hơn. Để như vậy mình không khổ thì ngược lại mình cứu khổ con cọp. Ngược lại con ngựa nó rớt xuống như vậy nó khổ, ai giúp nó bây giờ? Vẫn chưa cho. Người này vẫn nghĩ, tôi nghĩ cái người hoàng tử này nghĩ, nếu mình để con ngựa xuống thì đúng là mình giúp được con cọp, để con ngựa nó sẽ khổ. Ok. Mình nó cũng nỡ làm như vậy đó. Thầy mới biết quyết định rằng mình là cái lý do có thể duy nhất mà có thể giúp cứu con cọp mà không làm những người khác khổ. Thầy mới biết tự chọn mình. Ok, cái đó là tâm đại bi chứ không phải là cái tâm hồ đồ. Đại bi là mình thấy người ta khổ mình chịu không được, mình chịu không nổi, mình phải giúp người ta. Bất cứ gia nào mình giúp đỡ nó khỏi khổ, gọi là đại bi, tại nó khổ giống như mình khổ. Đại bi là mình không khác gì người ta hết, người ta khổ cũng giống mình khổ. Tại bất cứ chúng sanh nào đang khổ mình giúp hết, đó gọi là đại bi, mình không phân biệt. Cái phần còn lại, rồi cái phần thứ nhì chắc mình phải tuần sau mình mới giảng được, tại vì hết thời giờ rồi. Lần sau mình hỏi lại rồi mình nói trước bác chuyện đó. Cái phần còn lại cái câu chuyện này, ba vị hoàng tử này là rất được cha mẹ, vua cha với là hoàng hậu đó rất là sủng ái, rất cưng. Thì hoàng hậu mới nói là các con đi chơi cho vui, nhưng đều đi thì về sớm để mẹ khỏi lo, mẹ chờ cơm chúng con. Rồi bỗng nhiên nó ngồi đợi con mình như vậy, linh tính, biết người linh tính người mẹ rất là lạ. Nó ngồi đợi bỗng nhiên nó cảm tưởng như là cái chuyện gì nó kinh thiên động địa nó xảy ra, giống như trời đất nó sập tới nơi rồi, nó mới sập xong rồi. Bà hoang mang, bà sợ quá đấy, ra tay, nghe chuyện này chưa, ra lệnh cho
tùy tùng đi kiếm ba ông tự lực, trực tức rước ba ông tự về, không đợi nữa, sai người đi ra kiếm ba ông tự kéo về, đem về. Thì thân thì mới khám phá được hai, tìm được hai hoàng tử anh, người hoàng tử em không thấy được, không kiếm được người em. Rồi xong rồi về báo cho mẹ, mẹ cha mới lo tất cả nước ra đi kiếm, cả hoàng cung ra kiếm, mới khám phá ra là mới biết là thấy cái thi thể của ngài xương của ngài dưới bậc thẩm. Rồi hỏi mấy hai hoàng tử người anh mới suy luận ra là cái người em này là từ hy sinh cái thân mình để mà cứu cái con cọp mẹ. Họ làm cái gì? Tới người vi tưởng tượng mình thấy con cái yêu quý của mình á, mà nó bị cọp mẹ ăn rồi, mấy cọp con nó đang cầm, đang nhai xương con mình, rồi sau nó kéo thịt, lóc thịt chóc xương ra nó ăn. Cái gì thì làm cái gì? À, tôi hỏi cái này, tôi hỏi là ông người Mỹ chắc ông lấy cái súng ra ông bắn mấy con cọp cho nó chết hết. À, ông nói không, con không có hung bạo như vậy, con sẽ đem mấy con cọp về nuôi nó giống như nuôi con của mình vậy. Ông này hỏi kỹ sư sao, trong lớp nó có kỹ sư, mà kỹ sư sao, nói đáng là kỹ sư là đúng lý là phải đi tới mua thịt xong rồi mua cái đồ ăn xong rồi cái ông người hoàng tử thứ ba phải tới đi kiếm mua đồ ăn xong rồi vứt đồ ăn xuống, chuyện mất hay. Nếu có gì tôi có chuyện gì mà kể cái vị nghe đây. Ngay một cái giây phút mà con cọp cái nó còn chịu đói thì ông cũng chịu không nổi nữa, dễ sợ như vậy đó. Cái đại bi, tâm đại bi, thường thường mấy người kỹ sư người ta không hiểu được cái tâm này. Biết người ta làm gì không? Cái ông vua cha mới xây một cái tháp ở đó, để một cái câu gì sư cô còn nhớ không? Cái bia nói là đây là chỗ an nghỉ của người giác ngộ. Dễ sợ. Mấy cái người mà đại thần á, ta khuyên câu như vậy. Đây là chỗ an nghỉ của người có đấng giác ngộ. Giác ngộ. Tại hồi đó họ không biết Phật là gì hết, họ chỉ biết người giác ngộ thôi. Bà la môn mà chỉ biết giác ngộ chứ không biết Phật là cái gì hết. À, phần sau, lần sau cô hỏi nhiều quá trả lời không kịp.